thấy kinh nhân sâm đã được cứu sống lại, chấn nguyên đại tiên bày tiệc làm lễ kết nghĩa anh em với tôn ngộ không. đến sáng sớm hôm sau, thầy trò tam tạng đương định thu xếp ra đi, thì đại tiên khẩn khoản giữ lại sửa soạn thết đãi luôn năm sáu hôm nữa. từ khi được ăn quả nhân sâm, tam tạng như được thay da đổi thịt, thấy người khỏe mạnh và tỉnh hẳn lên. nhưng vì nóng lòng đi cầu kinh ở tây thiên không chịu ở lâu nên chủ nhà đành phải để cho đi. Bốn thầy trò đường tăng từ biệt đại tiên lên đường đi đến một khu rừng rậm. Tam tạng dừng ngựa lại nói Các con này, đằng trước núi dốc lắm Sợ con ngựa ta không lên được Mọi người phải chú ý đây nha Thầy cứ yên tâm, chúng con sẽ cẩn thận Nói xong, hành giả cầm ngang cây thiết bổng đi trước mở đường rồi trèo lên đỉnh núi cao, ngắm nhìn chung quanh. Thấy núi cao điệp trùng, khe suối quanh co, hổ báo hưu nài lợn rừng vô số. Rừng cây rậm rạp, mây mù bao phủ. Tam tạng ngồi trên mình ngựa đừng lo sợ, thì hành giả liền giở phép ra. Tay múa thiết bổng, miệng gào thét, làm cho sói lang ẩn tránh, hổ báo bỏ chạy thầy trò ngoặt vào trong núi thì đường đi càng thêm gập ghềnh. Đi một hồi lâu, đường tăng nói với hành giả. Đi từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ, Còn hãy đi xin cho ta ít cơm ăn nào. <laughs> Sư phụ sao lại vô tâm thế? Ở chỗ lưng chừng núi như thế này, trước chẳng thấy làng sau không có xóm, dù có tiền cũng chẳng mua được. Còn báo xin ở đâu ra? đồ khỉ này mi quên mất khi phật tổ như lai nhốt mi trong hộp đá đè dưới lưỡng giới sơn hay sao lúc đó mi chỉ biết kêu la còn chân tay thì không nhúc nhích được nhờ ta cứu thoát quy y thụ giới làm đồ đệ sao lại không chịu nghe ta dạy bảo mà vẫn cứ giữ cái tính bướng bỉnh như thế hả Thưa sư phụ, con vẫn chịu khó đi chứ, có dám bướng mình gì đâu. Không, không bướng bỉnh. Sao lại chẳng chịu đi xin cơm? Ta đói như thế này thì chịu làm sao được? Hơn nữa, nơi sơn làm trương khí, không ăn thì làm sao mà đi được đến lôi âm? Ấy, sư phụ đừng cắt giọng con biết tính thầy rồi, hễ có điều gì trái ý, thầy lại trực niệm thần chú đấy. Vậy mời thầy xuống ngựa ngồi nghỉ, con đi xem đâu có nhà cửa sẽ vào xin cơm nói rồi hành giả phi lên trên mây đưa mắt nhìn khắp nơi dọc đường sang bên tây thiên chẳng có làng mạc thôn xóm gì đầu đầu đều vắng bóng người nhìn mãi mới thấy ở phía nam có những đốm đỏ hiện trên một ngọn núi cao hành giả liền từ trên mây nhảy xuống thớ sư phụ có cái ăn rồi ạ món gì thế Thưa sư phụ, ở vùng này không có dân cư để xin cơm đâu Nhưng ở ngọn núi phía nam con thấy có những đốm đỏ hẳn là đào rừng chín Con sẽ đi hái ít quả về ăn cho đỡ đói Thế thì may thật Người đi tu hành mà được ăn đào thì cũng là khá lắm rồi Hành giả lấy cái liễn ra, cất mình lên trên mây, dở phép nhào lộn bay mây, lướt nhanh vun út. Chốc lát, đã tới núi phía nam chảy đảo. Người ta thường nói núi cao hay lắm quả, đỉnh dốc rất nhiều mà. Quả vậy, khi hành giả bay lên trên trời đã đánh động đến một con yêu tinh đang lướt theo lùng gió tả lảng vàng trên mây. Thoáng nhìn thấy tam tạng ngồi ở dưới đất, nó hí hừng nghĩ thầm. Thật may cho ta quá. Đã mấy năm nay vẫn nghe người ta đồn Ở bên đông thổ có vị sư đi lấy kinh đại thừa Bốn là kim thuyền tử hóa thân gia Đã mười năm tu hành Ai mà ăn được một miếng thịt của người đó sẽ sống lâu muôn tuổi Hôm nay người đó quả đã đến đây rồi <laughs> Nghĩ rồi con yêu tinh định xuống bắt ngay Nhưng thấy bát giới và sa tăng ngồi bảo vệ hai bên Không dám xông vào còn yêu tình lại tính cách Ta hãy đến chế thư một cái Xem họ tính sao Yêu tình từ trên hốc núi nhảy xuống Lắc một cái Biến thành ra một cô gái xinh đẹp Có đôi mắt phượng Lông mày lá liễu Tay phải cầm cái liễn sứ Tay trái sách một âu sành Thướt tha nũng nịu Tam tạm chợt nhìn Đã thấy cô gái nhẹ nhàng bước tới Vội vàng gọi bắt dưới và xa tăng. Các con ơi, ngộ không vừa bảo nơi rừng hoang này không có người. Hãy nhìn kia kìa, trước mặt ta chẳng phải có một cô gái là gì. <laughs> Sư phụ hãy ngồi đây với xa tăng, con đi xem sao đã. Chàng ngốc buông đinh ba xuống, sửa lại áo dài. Khách khạng làm ra vẻ thư sinh đi thẳng đến giáp mặt thực là ở xa trông chưa rõ đến gần nhìn mới kỹ thấy dáng người cô gái vóc ngọc mình ngà áo phanh hở ngực mơn mờn đẫy đà mày liễu thanh thanh mắt hạnh long lanh khuôn mặt trái xoan giọng nói uyển chuyển dáng người yểu điệu nũng nịu đưa tình thấy người cô gái có vẻ gợi tình lòng phạm tục của bát giới lại nhen lên, cố nhịn không được, vội cất giọng: <laughs> thưa cô, cô đi đâu đấy? Tay cô mang cái gì thế? Thưa sư thầy, cái liễn này đựng cơm gạo tám, còn trong âu đựng bánh bao chay. Em tới đây không có việc gì khác, nhân tiện đến trả lễ phát nguyện, xin dâng các thầy ít cơm chay đấy thôi ạ. À. Bát giới nghe xong thích chí quá, vội quay mình lại như con lợn sổng chuồng, chạy thẳng về thưa với tam tạng. Thưa sư phụ, người lành tự có trời giúp. Sư phụ đói bụng bảo sư huynh đi lấy cơm. còn khỉ không biết đi lấy đào chơi nghịch ở đâu, ăn đào cho đẩy vào. Biết đâu còn cãi nhau với người ta là khác. Hay là bị ngã cây rồi? kia yeah. Chẳng phải có người con gái đang mang cơm chay đến cho ta đấy ư? Ừ. Tam Tạng không tin. Cái đồ bệ thết nhà mì hãy vỡ quảng vỡ xiên. Từ khi thầy cho ta vào đường rừng đến nay, chưa hề gặp một người hảo tâm nào. Cơm chay ở đâu mà ra? Sư phụ ạ, à, cô ta chẳng đến là gì kia. Tam Tạng vội vàng đứng dậy chắp tay ngang ngực hỏi Chào cô, nhà cô ở đâu? Gia đình cô hôm nay trả lễ phát nguyện gì mà đến đây cho cơm chay? Yêu tình thấy đường tăng hỏi đến mình, liền nghĩ cách nói dối. Thưa sư thầy, núi này gọi là Bạch Hổ Lĩnh, nhà em ở dưới mé tây kia. Cha mẹ em lâu nay vẫn tụng kinh làm thiện, hay thết đãi cơm chay mời các vị sư xa gần chỉ vì không có con trai nên cầu thần làm phúc sinh được mình em là gái và cũng muốn dặn dỡ môn đình gả chồng cho em lại lo cha mẹ già không ai nương tựa cho nên mới lấy chồng ở rể để dưỡng lão phòng thân ạ à. Nói như thế thì cô có lỗi đấy Thánh Hiền đã dạy Cha mẹ còn sống không nên chơi xa Trời phải có chốn Nếu nhà cô có lòng phát nguyện Sao không để đàn ông đi Một mình cô lên núi Lại không có thị tỷ đi cùng Thế là không giữ chọn đạo làm vợ đấy Thấy Tam Tạng hỏi thế Người con gái lại tùng tìm nói khéo Thưa sư thầy, Sớm nay chồng em đưa mấy người làm thuê đi cuốc ruộng ở thung lũng phía Bắc. Vì mùa màng bận rộn, không người sai bảo. Cha mẹ em đã tuổi già sức yếu, tự em phải đem cơm. Tình cờ vui gặp ba vị ở xa đến, nên mới đem dâng cơm chay. Nếu không chê bài, xin thầy hãy nhận lấy tấm lòng thành kính của em đây. Xin cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận đâu Giá chúng tôi ăn cơm của cô Chồng cô biết sẽ trách thầy trò sư nghèo này đấy Và lại đồ đệ tôi đã đi kiếm quả sắp về rồi Thôi xin cảm ơn cô Người con gái thấy đường tăng từ chối không ăn cơm Lại càng ra vẻ niềm nở Thưa sư thầy, Chồng em là người tốt đấy, suốt đời hay bắt cầu làm quán, kính lão thương nghèo. Giá mà biết chuyện em mời sư thầy ăn bữa cơm chay, thì chắc hẳn nhà em sẽ vui lòng đấy thôi ạ. À. Đường tăng nhất mực không nhận, chỉ tổ khổ cho bát giới đứng bên, nó dài mõm ra, cầu nhậu oán trách. Thiền hạ vô số ông sư, thật chưa thấy ai lại gan như sư phụ nhà mình cơm đã trực sẵn, chia bà lại không chịu ăn. Đợi con khỉ kê về, phải chia làm bốn mới chịu ăn hả? À? Thèm quá rồi, bát giới bỏ mặc đường tăng và xa tăng, chạy ngay đến đang thò mõm vào liễn định ăn. Bỗng thấy hành giả từ đỉnh núi Nam Sơn, tay ôm quả đào đựng trong liễn, lộn nhào một cái, đáp về tới nơi. Hành giả chừng cặp mắt lửa xem xét, nhận ngay ra người con gái đó là yêu tình. Đặt ngay liễn xuống, dơ thiết bổng ra định phang luôn vào đầu nó. Tam tặng vội vàng dơ tay níu lại. Ngọ không, con định xông lên đánh ai thế? Sư phụ ạ, à, đứa con gái đứng trước mặt không phải là người tử tế đâu. Nó là con yêu tình, định đến đây lừa thầy đấy. Cái đồ khể nhà mày. Ngày trước còn khôn ngoan, bây giờ sao lại hỗn thế? Cô gái đây đã có lòng tốt đem cơm chay cho ta, lẽ gì con lại dám bảo người ta là yêu tình? À, thì ra thế, con biết thầy rồi. Chắc thấy nhan sắc cô ấy đẹp như thế, tất nhiên động đến lòng phàm của thầy. Nếu quá như thế thì bảo bát giới đẵn mấy cây gỗ, xa tăng phát ít quả danh, con làm thợ mộc. Chúng con sẽ dựng một ngôi nhà danh ngay chỗ này để thầy với cô ấy lấy nhau ở đây. Còn chúng con sẽ tán đi mỗi người một ngã. Thế cũng là một sự nghiệp đấy. Cần gì phải lặn lội đi lấy kinh nữa. Đường Tăng vốn là người hiền lành thật thà. Này nghe ngộ không nói như thế. Thẹn quá, mặt đỏ nóng bừng chính lúc đường tăng đường hồ thẹn thì hành giả lại phát cáu đến nỗi không nhịn được nữa do cần thiết bồng nhằm đúng vào mặt ưu tình nện xuống Yêu tình cũng có chút phép mà liền dồn hết sức lại giờ phép giải thây tháo chạy để lại cái xác chết giả nằm lăn ra đất tam tạng thấy thế run lên cầm cập lẩm bẩm nói con khỉ này thật là vô lễ” huyền ngàn mãi không nghe sao dám vô cớ giết hại người lành hả đỡ phụ chớ vội giận hãy lại xem trong liễn đựng thứ gì hãng hay sa tăng đỡ đường tăng đến gần nhìn xem thì nào đâu có cơm gạo tám chỉ thấy giỏi bọ lúc nhúc bò trong liễn cũng chẳng có bánh bao chay gì hết chỉ thấy mấy con ếch ngương nhảy lung tung trên mặt đất đến đó tạm tạm mới hơi tin phần nào. Nhưng bát giới đứng bên không giữ được cơn tức tối đầm nói khích. sư phụ ạ à, nói cho đúng người này là một cô gái làng hiền lành nhân vì đem cơm cho chồng giữa đường gặp chúng ta sao lại dựng đứng chuyện liền vu cho người ta là yêu tình cơ chứ kỳ thiết bỏng của sư huynh vốn nặng chạy lên chắc định đánh hở cô ta. Chẳng mày lại quá tài đánh người ta chết Rồi lại sợ sư phụ đọc thần chú xiết vành đai gì đấy Nên cố ý hóa ra những thứ này để hòng che mắt sư phụ Để thầy khỏi đọc thần chú đấy thôi Không ngờ đường tăng quả nhiên tin lời chẳng ngốc xúc xiềng Nổi ngay cơn tức giận Tay thì cầm quyết Đường tăng vừa mới lẩm bẩm đọc thần chú Thì đã nghe hành giả kêu ầm lên đâu, đâu? đau đau đừng đọc nữa đừng đọc nữa có điều gì thầy cứ nói đi mi còn nói gì nữa người tu hành lúc nào cũng phải nhờ sự giúp đỡ nghĩ điều gì cũng không rời khỏi lòng thiện quét nhà sợ hại đến con sâu con kiến còn thiếu thân xa đèn còn thương xót cơ mà làm sao mi đi một bước là hành hùng một bước Vô cớ đánh chết người như thế này Thì lấy kinh về làm gì Mì đi đi Thưa sư phụ Người bảo con đi đâu bây giờ Ta không cần mì làm đồ đệ nữa Người không nhận ta làm đồ đệ Sợ người không sang được Tây Thiên <laughs> Số phận ta là nhờ ở trời Nếu đang để cho con yêu tình ăn thịt Thì tránh cũng không khỏi nếu không thế thì mi đỡ được đại nạn cho ta ư mi xéo ngay đi chưa biết hành giả đi ở ra sao xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau nghe tiếp buổi sau sau khi tôn ngộ không đánh chết người con gái do yêu tình biến già định lừa bắt đường tăng nhưng đường tăng lại không phân biệt ra thật hay giả mà chỉ cho là ngộ không hành hung giết người nhất mực đuổi ngộ không đi Thấy sư phụ không nhận mình làm đồ đệ nữa Ngộ không nói Thưa sư phụ Con đi thì cũng được thôi Chỉ còn cái là chưa báo đền được công ơn của sư phụ Ta không có công ơn gì với mì hết Hành giả nghe lời Vội vàng quỳ xuống cúi đầu nói Lão tôi này chỉ vì đại náo thiên cung Nên bị Phật tổ như lai giam cầm ở lưỡng giới sơn Nhờ quan âm Bồ Tát đến khuyên bảo Sau lại được sư phụ cứu thoát nếu bây giờ không bảo hộ sư phụ sang Tây Thiên Thì tránh sao khỏi sẽ mang tiếng là kẻ quên ơn Vốn là một vị sư giàu lòng thương Thấy hành giả van xin Đường Tăng lại hồi tâm chuyển ý nói Đã vậy ta hãy tha cho một lần Không được vô lẽ nữa Nếu vẫn giữ thói hùng dữ Ta sẽ đọc cầu thần chú luôn cho hai mươi lần con đọc tới 30 lần cũng tùy lòng sư phụ Chỉ có cái là con không đánh người nữa Nói rồi ngộ không đem quả đào ra mời sư phụ dùng Đường tăng ăn qua loa mấy quả xong cho đỡ đói Được ngộ không đỡ lên ngựa đi tiếp Lại nói về con yêu tinh kia thoát thân trốn lên trên trời Đang mắm môi nghiến lợi tức giận nói Đáng ghét quá Ta vẫn thường nghe người ta nói đến hắn tôn hành giả. Ngày nay mới biết quả thật không phải là lời đồn sẵn Đường tăng đã không nhận được ra ta Chỉ chờ nó cúi đầu ngửi một cái Ta sẽ quắp lấy Không ngờ hắn ta ở đâu lại Phá mất công việc của ta Còn suýt nó bị hắn phán cho mất gậy Hứ. Nếu tha cho lão sư này Chẳng hóa ra là uổng công tư. Ta. ta lại lôn xuống thử một lần nữa. Con yêu tình liền gian dạo từ trên mây bước xuống, đứng ở sườn núi phía trước. Lắc người một cái, biến thành ra một bà già chạc 80 tuổi. Tay chống một cái gậy trúc, vừa đi vừa khóc lóc tiến gần đến đường tăng. Bát giới nhìn thấy, sợ hãi nói. Sư phụ ạ, à, hỏng to rồi, bà cụ kia đến tìm người đấy. Cô con gái vừa rồi bị siêu hình đánh chết, chắc là con gái bà cụ này, đúng là bà ta đi tìm con gái rồi. Chú em chớ có nói liệu, người con gái kia mới chừng 18 tuổi mà bà già kia đã 80 tuổi rồi, nếu là mẹ con, thế ra bà ta ngoài 60 tuổi hãy còn đẻ hay sao? Chắc là giả dối, để lão Tôn đi xem. Nói xong, hành giả liền bước đến gần xem xét lại nhận được ra nó là yêu tình. Chẳng nói chẳng rằng hành giả vung cần thiết bổng phang luôn vào đầu nó. Yêu tình vừa mới nhìn thấy cái thiết bổng phang đến, nó lại vội vàng dở phép thoát thân như trước. Để lại cái xác giả chết lăn ra ở cạnh đường. Tam tạng trông thấy sợ hãi quá từ trên ngựa lăn xuống nằm ra cạnh đường. Chẳng hỏi han gì nữa, đọc luôn 20 câu thần chú siết bánh đài đang thương cho cái đầu của hành giả bị thắt ngỡng vào như khoảng giữa của quả bầu tiên. Quần quại đau đớn, ngã lăn ra van lại. Sư phụ đừng đọc nữa, đừng đọc nữa, có việc gì xin người cứ nói ra. Ta đã khuyên hóa người như thế, tại sao người cứ hành hung Đã đánh chết một người con gái, này lại đánh chết một bà già. Còn nói gì nữa, nhưng chúng là yêu tinh. Hỗn, làm sao lại nhiều yêu tinh thế? Người là hạng người không có lòng thiện, chỉ biết hành hùng. Cút đi mau. Sư phụ lại đuổi con đi. Đi cũng được, nhưng có một việc con chưa ưng. Người còn có việc gì không ưng nào? Chẳng giấu gì sư phụ, Hồi 500 năm về trước, lão tôn này đất nổi tiếng anh hùng ở động Thủy Liêm trên núi Hoa Quả, từng thu phục yêu ma 72 động, dưới tay có 4 vạn 7 nghìn tiểu yêu. Từ khi cắt tóc theo đạo sa môn làm đồ đệ của sư phụ, người đã đem cái vành vàng này thắt lên đầu con. Nếu cứ để thế đi về, còn mặt mũi nào trông thích người cố hương? Bây giờ sư phụ không cần đến con nữa, xin người đọc câu thần chú tháo vành đai chút cái vành ấy ra con sẽ trao trả lại cho người để chụp lên đầu kẻ khác thì con xin vui lòng đi ngay nghe ngộ không đòi tháo vành vàng ra đường tăng run run nói ờ hồi đó bồ tát chỉ dạy cho bài thần chú xiết vành đai chứ không truyền cho câu chú tháo vành đai gì cả nếu không có sư phụ lại mang con đi vậy nghe ngộ không nói thế đường tăng suy đi tính lại chẳng biết làm thế nào hơn đành nói thôi con hãy đứng dậy ta tha cho lần nữa nhưng không được hành hung nữa nghe không dám thế nữa nói xong hành giả đỡ sư phụ lên ngựa rồi mở đường đi tiếp lại nói về con yêu tinh kia thì ra cây cần thiết bổng của đại thánh nện xuống vẫn chưa giết được nó. Lúc này, nó đang lẫn trong đám mây, trong lòng tuy hầm hực, nhưng cũng phải khen thầm. giói hậu vương này thật là tinh mắt, ta đã biến đi như thế mà vẫn bị nó nhận ra. Xem chừng bọn sư này đi rất nhanh, nếu qua khỏi núi này, xế về mé tây 40 mươi dặm, sẽ không còn là nơi ta cai quả nữa. Mà môi này để cho yêu tinh khác mò được Chúng sẽ chế cười ta kém tài. Thế thật là cay đắng quá Không xong Ta phải xuống chéo cho một lần nữa Yêu tinh liền rời khỏi luồng gió tà bước xuống Đứng đón ở sườn núi Lắc người một cái Biến ngay ra một ông già Tay đeo chuỗi tràng hạt Miệng tụng nam mô kinh Đằng này đường tăng vừa mới trông thấy Đã khen luôn À gì đà Phật Đất Tây Phương thật là phúc địa Ông cụ kia đi đã không vững Mà vẫn cố gượng tụng kinh Sư phụ hãy khoan khen nào Sư huynh đánh chết người con gái Lại đánh chết bà lão Cái ông cụ này chính là Ông chồng bà lão đi tìm người con gái đấy Nếu chúng ta bị họ tóm được sư phụ sẽ phải đền mạng bị tội chết chém lão chư là tổng phạm phải bắt đi đẩy xà tăng là người suy khiến sẽ bị tội phải đi khổ dài còn sư huynh thì dùng phép đánh bài chuẩn chỉ chết bà thầy cho ta giờ đầu chịu bán thôi hành giả nghe bát giới Luyên thuyên không ớt liền bốp chát luôn cái thằng ngốc này chỉ được cái nói nhảm làm cho sư phụ sợ hãi để lão tôn này đi xem đã. Hành giả giấu cần thiết bổng vào trong người đi đến trước mặt yêu tinh hỏi thưa cụ cụ đi đâu ạ à? sao cụ lại vừa đi vừa tụng kinh thế vậy? Yêu tình tưởng là hành giả không nhận ra được nó nữa vội trả lời thưa sư thầy tổ tiên tôi ở đây xưa nay là người kính đạo niệm phật vì số không có con trai chỉ sinh được một ả con gái đã kén người ở rẻ, à, sáng sớm hôm nay nó đem cơm ra đồng bà lão nhà tôi sợ nó xa vào miệng hồm đã đi trước tôi tìm từ nãy đến giờ mà chẳng thấy trở về không biết nó lạc ở đâu già này phải đi tìm xem nếu quả nhìn đã chết rồi cũng chẳng biết làm sao được Thôi đành lòng thu nhận lấy hài cốt mang về chôn cất và ê. <laughs> ta đi là tổ sứ loài hùm beo, cỡ sao mi dám giấu ma trong tay áo đến định lừa dối ta? <laughs> mi là yêu tinh. Thấy hành giả lại nhận ra được mình, yêu tinh sợ díu lưỡi không nói lên được nữa. Hành giả đang định giở cây thiết bổng ra, trong bụng tự nghĩ. Nếu không đánh nó, sợ nó lên mặt. Nếu đánh chết nó, sư phụ lại đọc thần chú mất. Nhưng lại nghĩ. Nếu không đánh chết nó, nhỡ khi nó lừa cách tóm mất sư phụ. Lại chẳng phải phí công nhọc sức đi cứu người. Cứ biếu nó một cậy cho nó đi đời nhà mà. Còn hết sư phụ nổi giận có đọc thần chú. Ta sẽ nói quanh nói khéo. Rồi cũng sẽ ổn việc thôi. Nghĩ rồi hành giả liền đọc thần chú, gọi thổ địa và thần núi bản xứ đến dặn. Con yêu tinh này đã ba lần chéo sư phụ ta, lần này ta phải đánh chết nó, các ngươi phải ở đây giúp ta một tay, đừng cho nó chạy thoát. Các thần vâng lệnh đứng cả trên trời trợ giúp. Đằng này hành giả giơ cần thiết bổng lên, chỉ một nhát là đánh cho con yêu tinh ngã xuống, lần này mới triệt được hồn ma của nó. Đường tăng ngồi trên ngựa, run lên cầm cập, sợ đến nỗi không nói ra lời nữa. Bát giới đứng ở bên cạnh réo to lên. Hành giả pháp nhiên rồi, chỉ trong nửa ngày đánh chết liền ba người. Thấy đường tăng lại trực đọc thần chú, hành giả vội vàng đến trước mặt phân trần. Sớ phụ khoan đọc, người hãy đến xem cách xác nó sẽ hay. Đường tăng lại gần xem, thì ra là một đống xương khô ở đấy Đường tăng thất sắc hỏi Ngộ không, người này vừa mới chết Làm sao xương đã hóa khô như thế rồi ư Nó vốn là một cái thây ma chết khô Hồn nó hóa ra yêu tinh tắc quái ở đây Này con đã đánh chết nó Nên mới hiện rõ nguyên hình Thầy hãy xem Trên rẻ xương sống còn có một hàng chữ Bạch cốt phu nhân kia Đường tăng xuống ngựa xem kỹ, thấy quả không sai Nhưng cấm sao được cái mồm của bát giới, nó lại đâm ngang vào Sư phụ ạ, à, con khỉ tay nặng gậy ác, đánh chết người ta lại sợ thầy đọc thần chú Mới cố ý biến ra hình dáng như thế này để che mắt thầy đấy Đường tăng là người ba phải, quả đã tin lời bát giới Miệng lầm nhầm đọc thần chú hành giả đau quằn quại quỳ xuống cạnh đường van xin sư phụ đừng đọc đừng đọc nữa đau chết con rồi đồ con khế còn định nói cái gì nữa ở nơi đồng không mông quạnh một lúc đánh chết luôn ba người Mì gây ra tài vạ ta tà làm thế nào mà tránh khỏi tội Mì về đi thôi hành giả lại phân trần sư phụ thật oan cho đồ đệ con kia rõ là yêu tinh quả thực nó có lòng gian hại người con đánh chết nó để trừ hại cho thầy thầy không chịu nhận rõ lại nghe lời thằng ngốc dèm pha mấy lần trực đuổi con người ta thường nói sự bất quá tam con mà không đi thực là cái phường trơ chẽn thôi được con sẽ đi chỉ e rằng sư phụ thiếu người hầu hạ và bảo hộ đấy Nghe nói thế làm cho đường tăng phát giận lên. Còn khỉ này thật càng ngày càng vô lễ. À ra chỉ có mày mới là người còn ngộ năng ngộ tĩnh kia đều không phải là người à. Chắc hắn sư phụ còn nhớ. Kể từ lúc người mới ra khỏi trường an được lưu bá khâm đưa người lên đường đến lưỡng dưới sơn. Cứu cho con ra nhật người làm sư phụ con đã từng bao phen vào động cổ vượt rừng sâu trừ mai bắt quái nếm đủ trăm cây nghìn đắng bây giờ thầy sinh ra hoang mang mơ hồ khăng khăng đuổi con đi thế mới biết chim hết nó bỏ đi thỏ chết chó săn bị mổ thôi 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 nhưng còn cái bài chú siết vành đai khổ sở này thầy định tính sao đây Thấy Ngộ Không lại nhắc đến chuyện đó, Đường Tăng nói, Được, ta không đọc nữa. Khó nói lắm. Ngộ khi gặp phải yêu tinh, nhỡ bát dưới sa tăng không cứu nổi thầy thoát thân. Bây giờ thầy lại nghĩ đến con. Không sao được, lại phải đọc bài chú ấy. Con dấu ở xa ngoài nghìn dặm, đầu vẫn bị đau. Lúc ấy lại phải tìm đến nơi thầy. Bằng chi không nên làm thế là hơn thấy hành giả cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó mãi đường tăng càng thêm tức giận sai sa tăng giở khăn gói đem bút giấy ra lấy nước suối mài mực trên đá viết một tờ giấy từ quẳng cho hành giả mì hãy giữ lấy tờ giấy này làm bằng ta không nhận mi làm đồ đệ nữa nếu còn gặp mi ta sẽ xa xuống địa ngục hành giả vội vàng đỡ lấy tờ giấy từ và nói sư phụ ạ à, chẳng cần phải thề thốt làm gì lão tôn đi đây nhưng con theo sư phụ bấy lâu lại được bồ tát chỉ bảo ngày nay nửa đường bỏ dở chưa thành được công quả mời thầy ngồi lên nhận cho con lễ tạ để con đi cho yên tâm đường tăng quay lưng đi không thèm nhìn miệng lủng bùng nói ta là nhà sư đứng đắn không có nhận lễ gì có mi hết ngộ không thấy đường tăng không đếm xỉa đến lại dùng phép biến hóa nhổ ba sợ lông ở đằng sau gáy thổi một hơi liền biến thêm ra ba vị tôn ngộ không cả bản thân nữa là bốn quỳ chung quanh lễ tạ tránh đằng nào cũng không được đường tăng đành phải nhận một lễ của ngộ không Xong rồi hành giả đứng dậy Dùng mình một cái Thu lông gáy về Đến dặn dò xa tăng Hiền đệ là người tốt Phải lưu tâm đề phòng bắt dưới ăn Không nói có Dọc đường rất nên cẩn thận Chẳng may khi nào sư phụ bị yêu tinh bắt giữ Chú cứ nói lão tôn là đại đồ đệ của người Bọn yêu tinh quen ở phương Tây Nghe thấy tên lão tôn sẽ không dám hại sư phụ chúng ta đâu Nghe thấy đường tăng càng tức ta không thèm bêu cái tên xấu của mi ra mi xéo đi thấy đường tăng cứ khăng khăng không chịu nguôi lòng chuyển ý ngộ không chẳng biết làm thế nào được đành ngậm ngồi từ biệt sư phụ lộn nhào lên mây về thẳng núi hoa quả còn ba thầy trò đường tăng chưa biết sẽ đi tiếp sang tây thiên như thế nào xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau đón nghe tiếp buổi sau